Dừng chỗ này xíu. Cái gì nhường? Không có nhường nhịn gì đây nha. Đúng không em? Chị sẽ dồn hết tổng tấn công. Chị sẽ mời những cái ekip hùng hậu để mà dập Kỳ Duyên Minh Triệu. Đây là thời khắc lịch sử. Chị sẽ không có nói được nhiều lời văn hay chữ tốt như chị Vũ Thu Phương, nhưng chị đã lập ra một cái kế hoạch đẩy em mạnh cỡ nào để đấu lại tim của Kỳ Duyên Minh Triệu. Ủa alo? Ủa alo? Chị sẽ dồn hết tổng tấn công. Chị sẽ mời những cái ekip hùng hậu để mà dập Kỳ Duyên Minh Triệu đánh xác. Tức quá mà. Ngồi không tự dưng mình cũng bị trúng đạn. Đúng rồi. Mà kiểu vừa mới ở vòng pick team thôi chứ đã có một cái thử thách gì đâu. Trời ơi, mà chị Thư là vui dập rồi là chiến đấu với cả team Kỳ Duyên Minh Triệu đến cùng. Team Kỳ Duyên Minh Triệu là có Tuấn Ngọc rất mạnh nha. Chị phải làm cho em mạnh hơn như vậy. Và khi mà Tuấn Ngọc vào phòng loại trừ là chị Huệ hẳn tay luôn. Trời ơi, lộ kìa. Lộ luôn rồi kìa. Anh Thư không hiền, cần đến lúc chiến đấu khô máu luôn. Em phải tỉnh táo nha. Em có chiến đấu cùng chị không? Em mới tỉnh táo lên. Em đừng để bị chị Thư đàn áp nha. Bây giờ không chọn là im ve đi. Im ve liền. Em đâu có đang giành thí sinh đâu mà chị cứ đòi hoài vậy. Thôi em đừng có phân tán đầu óc em bé nữa. Thật sự là chị với chị Duyên là tiếc vô vàng đấy. Khi mà không thể đưa bảng nữa cho em. Hai em đang nhường đúng không? Dừng chỗ này xíu. Cái gì nhường? Tại vì rõ ràng là nhường nhịn gì đây nha. Đúng không em? Chơi là phải chiến, chiến là phải chính. Thư cũng có một cái sự bực ở trong đó đó, bởi vì là tất cả những cái bạn thí sinh mà chị Thư mong muốn lại lựa chọn về team của Kỳ Duyên Minh Triệu. Em quyết định đi tới cùng với thời trang và em sẽ chọn Minh Triệu và Kỳ Duyên. Dạ chị Minh Triệu và chị Duyên. Wow. Kết quả cuối cùng. Dạ em xin đưa ra quyết định của mình là em chọn về đội của chị Anh Thư ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Máy quay ghi hình nha. Đây là thời khắc lịch sử. Tôi cảm thấy cái thời khắc vũ trụ đặt để vô mình rất là thiêng liêng. Cái gì cũng có lý do của nó mọi người à. Dạ, em mong là chị đi xa hơn rồi. Yên tâm, hãy tin với chị. Chị dạ. Chưa bao giờ nói dối. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Thời khắc lịch sử. Người mẹ tuyên chiến với cả thế giới. Kinh khủng, quá kinh khủng. Ngại quá. Rất là may mắn qua cái vòng này. Tình chị em cũng không có sức mẻ lắm. Mà lúc đó có sức mẻ lắm thì trời ơi, lúc máu chiến nó cũng không biết nữa. BU Academy, học viện đào tạo người mẫu chuyên nghiệp, hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023. Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Code, hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30, Chủ nhật hàng tuần, ngày 11 tháng 6 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial.